Xin chào anh em nhé Trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em các cái công cụ về phay, khoan, hạ nền và 3D vây dinh nhé Thì ở đây mình sẽ lấy luôn cái cánh hạ nền với cả cánh huỳnh từ cái bài trước Để mình lấy làm ví dụ để mình sử dụng các cái công cụ trên Đấy, Mình sẽ cho anh em xem cái hình ảnh Về hai cái cánh của mình sau khi hoàn thiện nó sẽ như thế nào Đây anh em quan sát Thì trong hai cái cánh này thì nó sẽ có những cái đường giao phay Đó là các cái đường giao phay hạ nền ở phía bên trong này này các cái đường giao cắt, nó là cắt đứt hai cái tấm cánh này của mình, hoặc là các cái đường uh, giao khoan như là khoan các cái lỗ uh, thông hơi thoáng khí cho cái cánh tủ dày của mình này, hoặc là các cái đường ở ba d với dinh, đường 3 d dinh nó là gì? nó là các cái đường sử dụng cái con dao v để nó ở các cái góc này thì nó sẽ vót lên để nó khử cái bàn kính cong của các dao nhé. thì khi anh em nhìn thì ở đây nó sẽ rất là vuông, nó sắc nét này, đấy, thì nó sẽ thẩm mỹ hơn so với là uh, chạy uh, thông thường. đầu tiên là mình sẽ phân tích cái mặt cắt của cái cánh huỳnh nhé hoặc là cái cánh phay hạ nền mình sẽ mở cái file autocad lên đây anh em quan sát đây là mặt cắt của một cái cánh huỳnh tiêu chuẩn mà bên mình hay sử dụng thì ở đây anh em quan sát là cánh huỳnh này thì mình sẽ sử dụng ba cái con dao nó là một cái con dao 6 này nó dùng để phay hạ nền với cả để cắt đứt các cái cánh huỳnh cái con dao thứ hai là cái con dao v 90 này đấy và con dao thứ ba nó là cái con dao huỳnh d 41 như hôm trước mình vừa vẽ đấy. Đấy, còn đối với cái cánh hạ nền ý, thì ở đây mình sẽ không sử dụng cái con dao hình nữa mà thay vì đó là mình sẽ sử dụng cái con dao D35 này để mình phay toàn bộ cái phần diện tích ở phía bên trong cánh của mình. Đó, đó nó gọi là phay hạ nền. Mình sẽ thu nhỏ cái AutoCAD này nhé. Đầu tiên là mình sẽ vào cái thanh công cụ Machine này. Đầu tiên là mình sẽ phải chọn cái công cụ trước hay còn gọi là chọn dao trước. Mình sẽ chọn Select Tool nhé. Thì trong đây nó là toàn bộ cái thư viện dao mà mình đã tạo ra sẵn. Thì anh em dùng cái con dao nào mình sẽ chọn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chọn cái con dao 6 trước. Thì ở đây mình dùng cái con dao T1D6L28 này. Nghĩa là nó nó sẽ nắp ở vị trí đầu số 1 nhé. Mình kích đúp vào cái con dao đấy và mình sẽ kích một lần nữa vào cái vùng trống này này. Đấy, nghĩa là anh em sẽ phải kích cho mình 3 lần nhé. Thì nó mới nhận dao. Bước tiếp theo là mình sẽ định hướng đường dao thì anh em sẽ chọn cho mình cái tool direction nhé. Định hướng đường dao này là gì? Định hướng đường dao này ý nghĩa là nó sẽ chỉ định xem là cái con dao của mình nó sẽ là cắt bên trong hay là bên ngoài, bên trái hay là bên phải của cái đường tham chiếu của mình hay là cắt ở giữa nhé. Như đấy anh em quan sát này. Ở đây đối với cái đường cắt ngoài ý, nghĩa là cắt đứt của cánh ý, thì ở đây mình sẽ chọn cắt ngoài nhé. Đấy. Ở đây mình đã vẽ các cái đường tham chiếu của từng cái con dao rồi Như anh em quan sát, mình sẽ phóng to lên Ở đây cái đường cắt đứt thì nó sẽ là cắt ngoài này Cái đường này nó cũng sẽ là cắt ngoài này Đấy, như là cái con dao nằm ở phía bên trái của cái đường này Thì anh em cứ hiểu nó là cắt ngoài nhé Còn nếu mà nó nằm bên phải của cái đường tham chiếu ở đây Thì anh em sẽ hiểu nó là cắt trong Đấy Cái con dao này nó cũng sẽ là cắt ngoài nhé Đây đường tham chiếu nó đây Tất cả các cái con dao này cũng nó sẽ là cắt ngoài Kể cả cái con dao hình này Trừ cái con dao V này nhá Bắt buộc nó sẽ phải là cắt trong Bởi vì đây nó là cái nguyên tắc của cái công cụ 3D Evasion 3D Evasion thì nó chỉ áp dụng đối với kiểu cắt là cắt trong thôi Đấy thì anh em lưu ý Tương tự bên này cũng như vậy Tất cả các cái con dao 6 này là mình đã cố tình đặt cho nó là cắt ngoài rồi Đấy nhá Trừ cái đường dao V120 này Đấy là mình sẽ chọn cắt trong nhé Bởi vì nó là cắt kiểu 3D Evasion với cả cái thứ hai là đối với cái con dao phay hạn đề này thì mình bắt buộc mình sẽ phải cho nó cắt trong nhé thì nó mới đúng cái nguyên tắc của nó thì ở đây mình sẽ có hai cái con dao nó là con dao d 35 này với cả cái con dao 6 này nó sẽ là cắt trong của cái đường này đấy anh em phân tích mình đấy rồi ok mình sẽ thu nhỏ alpha cam autocad này nhé tiếp theo là mình sẽ định hướng đường giao cho các cái đường tham chiếu này của mình nhé thì trong cái phần uh, turn direction này thì nó sẽ gồm hai cái phần một là open geometry nghĩa là định hướng đường giao cho các cái đường thẳng các cái đường uh, chui đường thẳng nghĩa là các cái đường nó không khép kín đấy là open geometry cái thứ hai là định hướng đường giao cho các cái đường uh, kín hay còn gọi là closed geometry đấy như ở đây anh em quan sát là tất cả các đường này nó đều là các cái đường khép kín nhé nó gọi là closed geometry thì uh, khi mà mình uh, không thiết lập cho nó ấy, thì mặc định nó sẽ là cắt ở giữa đây anh em quan sát này Tất cả các đường này nó đều mặc định nó sẽ là cắt ở giữa Nhưng mà ở đây mình sẽ phải thiết lập cho nó là cắt trong hay cắt ngoài Thì nó mới đúng Thì anh em phân tích Ở trên các cái đường tham chiếu này ý, Thì mình cố tình Để cho các cái đường giao chủ yếu nó sẽ là cắt ngoài thôi Để anh em đỡ nhầm Còn một số các cái đường đặc biệt ý, Thì nó bắt buộc phải cắt trong Thì mình sẽ để cho nó là cắt trong Như là cái đường con dao V120 này Cắt 3D IV Dinh hoặc là cái, hoặc là cái con dao D35 phay ạ này Thì mình cũng đang để nó là cắt trong đấy thế thì cho nên ở đây mình sẽ chọn là uh, outside và mình sẽ chọn geometry nghĩa là định hướng cho tất cả các cái đường này nó sẽ là cắt ngoài rồi tiếp theo mình sẽ chọn uh, inside nhé nghĩa là cắt bên trong và mình sẽ chỉ định một số đường ví dụ như vừa lấy mình chỉ ra nó là cái con dao v này nó là cái đường này này đấy. bên này nó cũng là cái đường này con dao v và cái đường phay hàn nền ở bên trong này đấy nó sẽ là cắt trong Còn các cái đường tròn này thì anh em không cần quan tâm nó là cắt trong hay cắt ngoài nhé Bởi vì ở đây mình sẽ sử dụng cái lệnh khoan Lệnh khoan thì nó sẽ tự động lấy tim của cái đường tròn này nó là tâm mũi khoan Đấy, ok, cẩn Tiếp theo là mình sẽ dùng, sử dụng cái công cụ là Rao Finish nhé Nó là công cụ cắt đường ở cái phần thai này thì anh em sẽ chọn cho mình là vertical nhé Nghĩa là cắt theo phương thẳng đứng Cắt cắt theo mặt phẳng uh, XY đấy Ngoài ra nó sẽ có các cái lựa chọn như là sloping này hoặc là profile này, auto Z này. Thì các cái lựa chọn này thì nó dành cho điều khác nhiều hơn. Ở đây mình cắt 2D thì mình ở đây chỉ quan tâm cái vertical thôi. Cái geometry này ở đây thì mình sẽ chọn cái lựa chọn là select nhé. Nghĩa là mình chỉ định cái đường nào thì nó sẽ đặt đường giao cho cái đường đó. Hoặc nếu mà tất cả các cái đường này thì nó chung một kiểu cắt thì anh em sẽ chọn cho mình là on geometry. Ở đây mình chọn select rồi. Tiếp theo là phần general, general thì đầu tiên nó là operation number này Nghĩa là thứ tự đường cắt Thì uh, nguyên tắc ấy là cái đường dao nào mình đặt trước Thì nó sẽ là cắt trước Đường dao nào đặt sau thì mình sẽ là cắt sau Và mình có thể uh, tùy chọn cái thứ tự cắt Bằng cách là nhập cái số thứ tự nó ở đây nhé Ở đây thì nó sẽ là số 1 rồi uh, Cái con dao thì nó sẽ là cái con dao 6 vừa lấy mình chọn rồi Đấy cái comparison ấy Comparison này thì anh em lưu ý là Chọn cho mình cái tool center nhé Nghĩa là cái đường chạy dao thì nó sẽ chính là cái đường tim của con dao này Đấy, anh em lưu ý chọn cho mình cái này nhé Chứ mình không nên chọn cái kiểu margin cúp này G4142 này Cái kiểu này ý, nghĩa là cái đường uh, chảy chạy dao ấy, nó sẽ là mép của cái con dao này Chứ nó không phải tim con dao Thì một số máy CNC thì nó sẽ nhận mép của con dao Còn một số máy CNC thì nó sẽ không hiểu cái loại lệnh này Thế thì cho nên là nó sẽ xảy ra cái trường hợp là Cái tấm của mình sau khi cắt xong ấy Thì nó sẽ có cái kích thước non hơn là cái kích thước mà mình vẽ Đấy anh em lưu ý nhé Mình cứ chọn tool center cho nó chắc còn con corner này. con corner ở đây thì nó sẽ có hai cái kiểu là uh, cái đường tim con dao ấy thì nó sẽ chạy vuông góc ở các cái đường góc này. Hoặc là nó sẽ chạy bao cong, gọi là round round này, nó sẽ chạy bao cong. Thì thực ra hai cái cái kiểu này thì nó sẽ cho ra hai cái kết quả nó giống nhau thôi. Thì ở các cái góc này nó đều là góc vuông cả. Chẳng qua là cái đường đi dao thì nó sẽ khác nhau, một cái là bao tròn, một cái là vuông góc. Đấy. Tiếp theo level of cut. Thì đầu tiên là cái set rapid level này. Cái này nó là cái khoảng cách an toàn khi mà cái con dao di chuyển trên bề mặt tầm ván để di chuyển từ vị trí này đến vị trí kia. Nó chính là cái lệnh G00 đấy Thì cái khoảng cách này thì anh em sẽ để cho mình nó là 35 đi. Đấy cái này thì nó sẽ tính từ vị trí là điểm gốc tọa độ nhé. Cái gốc tọa độ trong alpha cam thì nó sẽ tính như thế nào? Đây mình sẽ cho anh em xem một cái sơ đồ nhé. Đây trong alpha cam thì nó sẽ quy ước là cái hệ gốc tọa độ nó là tuyệt đối. Thế là ở đây thì nó sẽ chỉ có một cái gốc là Z0 ở đây thôi Và thông thường mình sẽ lấy nó ở cái vị trí là dưới cái tấm cắt nhé Và trên cái tấm lót Đây như anh em quan sát này Dưới tấm cắt và trên tấm lót Và khi ra ngoài mình xét cái gốc tọa độ Z0 ở trên máy CNC ý, Mình lưu ý là lên xét cái Z này nó sâu xuống 05 ly nữa So với cái bề mặt tấm cắt ý để đảm bảo À so với bề mặt tấm lót ý để đảm bảo là cái phôi của mình nó sẽ cắt đứt hoàn toàn nhé Thì trên phần mềm của mình ý, khi mà mình xét cái Z bằng 0 này này. Thì ra ngoài nó sẽ hiểu nó là sẽ là cắt đứt. Đấy. Uh, rapid down 2 này. Như là khi mà di chuyển. Con dao của mình di chuyển đến cái vị trí để nó chuẩn bị thực hiện lệnh cắt rồi. Thì nó sẽ. Uh, cách cái bề mặt phôi bao nhiêu. Và nó thực hiện cái lệnh G01. Nó là lệnh cắt. Ấy. Thì ở đây anh em cứ xét cho mình nó là 25 nhé. Tiếp theo Material Top này. Nó là chiều dày của tấm ván. Thì ván mình nó dày bao nhiêu thì mình sẽ khai báo nó vào đây nhé. Ở đây ván mình nó sẽ là 17 ly. Tiếp theo là file load deep File load deep nó là cái chiều sâu còn lại nó là bao nhiêu Thì ở đây mình sẽ xét cho nó cái các cái đường file hạ nền của cái con dao 6 trong này này Anh em quan sát Các cái đường file hạ nền ở bên trong này thì nó sẽ sâu xuống là 9 ly Tính từ bề mặt tầm ván xuống nhé Thì uh, 17 trừ 9 ở đây nó sẽ là còn 8 ly thôi Mình sẽ nhập nó là 8 nhé Đây này Nó chính là cái vị trí ở đây so với cả cái điểm gốc nó là bao nhiêu thì ở đây nó là 8 ly này Đấy. tiếp theo là làm bờ cắt nghĩa là số lượng đường cắt thì mình sẽ để nó là một thôi Ok mình sẽ chọn bốn cái đường này nhé mình bôi đen nhấp chuột phải để đồng ý rồi tiếp theo mình cũng sẽ chọn rau finish nhé mình sẽ đặt đường giao cho các cái đường khác ở đây mình sẽ đặt đường giao cho hai cái đường uh, phay hai uh, cái đường uh, viền này đi Thì mình cũng để các cái thiết lập dùng tương tự như vừa nãy thôi Nhưng mà cái file load dip này mình sẽ thay đổi nhé Ở đây cái đường viền của mình nó chỉ file sâu xuống có 2 ly thôi Đây này Đấy thì ở đây File load dip của mình nó sẽ là 15 đúng không Đấy ờ, Các cái phần machin data này Các cái này thì mình không cần quan tâm nhé Mình cứ để mặc định cho nó thôi Lead in lead out Cứ để mặc định thôi Tool data nó là các cái Thông số của cái con dao này mình cứ để mặc định Ok mình sẽ tích vào cái đường này, cái đường này, à, bên này thì mình sẽ tích cái đường này này và cái đường này, Đấy. nhất chỗ phải để đồng ý nhé. Tiếp theo thì mình sẽ đặt thêm cho nó hai cái đường giao cắt đứt hai cái cánh này. Đấy thì thông thường ý, các cái đường cắt đứt này thì mình sẽ cắt cuối cùng nhưng mà đối với cánh này thì nó là cánh to cho nên là anh em cứ yên tâm là nó sẽ không không bị văng ván đâu mình cứ đặt cho nó cắt đứt luôn cho cái máy CNC của mình đỡ phải thay dao nhiều Đấy thì mình cũng sẽ vào round finish thôi cái phần level cắt này ở đây cắt đứt thì mình sẽ để cho nó bằng không nhé ok mình sẽ click hai cái đường ngoài cùng này nhấp chuột phải để đồng ý rồi mình sẽ cho anh em xem chạy mô phỏng của các cái đường dao này nhé ở đây mình sẽ đã vẽ sẵn một cái file khác rồi mình sẽ mở cái file đấy lên đây rồi mình sẽ cho anh em xem chạy mô phỏng nhé play đây nó là cái con dao 6 mà vừa lấy mình chọn này đấy nó đang thực hiện cái lệnh cắt đường một đường này hai đường này ba đường này bốn đường này rồi hai cái đường viền rồi bên này cũng vậy rồi và nó sẽ cắt đứt Ok Đấy anh nó sao? Ok đấy Tiếp theo là mình sẽ đặt đường giao cho cái con giao hình này nhá, Con giao hình này, này Đấy thì ở đây mình sẽ chọn Select Tool Con giao hình thì uh, Đây Mình đang để nó ở T4 này Mình kích đúc nó vào Kích một lần nữa vào vùng trống Để chọn cái con giao hình này Tiếp theo mình chọn Raw Finish nhé Uh, các cái uh, thiết lập này mình cứ thiết lập như mặc định thôi ở đây con dao hình nó sẽ chạy ở, uh, uh, thứ tự số 2 này Full center cho, cho em 35, 25, 17 Cái file đồ deep này anh em quan sát này Cái con dao hình này của mình thì nó sẽ cắt sâu ở đây là 7 ly Cho nên là cái chiều sâu còn lại của nó sẽ là 10 ly Đúng không? Đã. Ok Mình sẽ chọn vào cái đường Dao uh, hình này nhá Nó là cái đường này này Đây này Nhất chỗ phải để đồng ý Đấy nó sẽ ra rồi mình sẽ xem xài mô phỏng của cái đường huỳnh này nhé đây đấy anh em chỉ cần quan tâm cho mình cái đường trong này nhé còn cái đường ngoài nó chưa ra công hết đâu nó sẽ còn một cái con dao v nữa nó phay cái đường này đấy. như này nó ok Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn anh em là cái công cụ 3D Vizing nhé. Thì đầu tiên là mình sẽ phải chọn cái con dao V trước. Thì đối với công cụ 3D Vizing này thì nó bắt buộc phải sử dụng cái con dao V nhé. Thì ở đây mình sẽ chọn cái con dao T3V120 này, L15. Kích đúp vào, kích một lần nữa. Rồi. Mình sẽ chọn 3D Vizing nhé. Ở đây mình sẽ chọn Geometry này. Select này. Ở đây mình cho nó chạy thẳng này. Tiếp theo là Level of Cut. Thì nó cũng tương tự như là cái ở finish thôi Nó sẽ là 35, 25, 17 Cái con dao V này thì nó cắt sâu bao nhiêu? Thì anh em quan sát này Ở đây nó sẽ là cắt sâu là 9 ly nhé Đấy 17 9 ở đây thì nó sẽ còn 8 ly Rồi Các cái này mình cứ để mặc định thôi Mặc định Ok Mình sẽ chỉ định vào cái đường dao V nhé Đường dao V nó là cái đường nào? Nó chính là cái đường ngoài cùng này này Đường này này nhất phải để đồng ý. Ok, mình sẽ cho anh em xem trải mô phỏng của cái con dao v này nhé. Đây, anh em quan sát này. Đấy, ở các cái góc này thì con dao v nó sẽ vót lên để nó khử bán kính cong. Đây anh em quan sát. Đấy, nó sẽ vót lên để nó khử bàn kính cong của con dao. Thì cho nên là cái sản phẩm của mình ở các cái góc này nó rất là sắc, rất là đẹp. Rồi. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn anh em nốt cái công cụ là pocket hay còn gọi là file hạn nền ấy. Thì đây, thì đối với cái cánh phay hạn nền này thì mình sẽ sử dụng cái con dao D35 này để mình phay hạn nền cho nó. Thì ở đây anh em sẽ chọn cho mình cái công cụ Select Tool này. Nó là cái con dao D35. D35 đây. Mình sẽ chọn nó là T6 D35 L15 nhé. Kích đúp nó vào. Kích lần nữa. Tiếp theo mình dùng cái công cụ Pocket này. Chọn vào. Mình chọn Vertical nhé. Select nhé. General. Ở đây thì nó sẽ có mấy cái kiểu phay hạn nền. Cái kiểu con tua này. Nghĩa là nó sẽ phay uh, uh, theo cái kiểu xoắn ốc đấy Kiểu uh, lơ này Nia lơ ở đây là phay theo cái kiểu theo một cái trục X hoặc theo một, một cái trục Y Nghĩa là phay giống như kiểu phay mặt bàn ấy Đấy Còn cái kiểu spring roll này là kiểu phay xoắn ốc ở đây mình chọn con tua thôi. Còn cái thứ hai là file path này cái này nghĩa là mình muốn phay hết hay là chỉ phay một phần thôi nghĩa là một số các cái trường hợp ý nghĩa là mình phay ví dụ ở đây mình muốn phay cái phần diện tích ở phía bên ngoài này nhưng ở bên trong mình không muốn cho nó phay thì ở đây mình sẽ chọn patio này thôi nhé nghĩa là mình chọn hai cái đường ngoài với cả đường trong này để giới hạn cái cái phần diện tích nó phay còn phần trong thì nó sẽ không phay nhé cái này thì nó sẽ áp dụng đối với mình phay cái gọi là phay chữ phay chữ hạ âm cái này thì mình sẽ hướng dẫn sau nhé ở đây mình sẽ chọn full nhưng nó phay hết. Tiếp theo level of cut. 35 25 17. Ở đây mình sẽ phay xuống sâu bao nhiêu? Ở đây mình sẽ phay xuống sâu là 9 ly này. 9 ly thì ở đây còn 8 ly thôi. Ok. Mình kích vào cái đường tham chiếu này, rất chuột phải để đồng ý. Đấy nó sẽ hiện ra cho mình các cái đường dao để nó phay hẳn nền nhé. Mình sẽ quan sát cái mô phỏng gia công của cái con dao này nhé. mình cho nó chạy tiếp tục. Đấy. Anh em quan sát này. Ở đây cái nguyên tắc, ý, cái tiêu chuẩn của nó ý, nghĩa là các cái đường dao nó chỉ offset nhau bằng một nửa cái đường kính của của cái con dao này thôi. Nhiều anh em mà muốn phay cho nó nhanh ý, thì mình có thể tăng cái giá trị này lên nhé. Tăng cái giá trị ở đâu thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn mình cứ xem nốt đấy đấy xong rồi mình sẽ quay trở về của mình nhé tăng ở đâu đây này cái phần machine data này width of cut này cái con dao mình nó là d35 thì ở đây nó sẽ lấy cho mình một nửa là 17.5 thì cái này mình có thể là thay đổi từ 17.5 đến 35 nhé ở đây mình có thể để 30 cũng được thì các cái đường dao nó sẽ thưa ra và nó sẽ phay cho mình nhanh hơn. Đấy còn ở đây mình cứ để tiêu chuẩn là 17.5 thôi. Ok, khi phay thì nó sẽ xảy ra một cái vấn đề. Anh em quan sát này. Đây này. Ở chỗ này thì bởi vì cái con dao của mình cái đường kính nó rất là to. Thì cho nên là ở các cái góc này thì nó hiện tại nó đang bo rất là tròn. Cho nên là nó sẽ không được thẩm mỹ cho lắm. Thế thì cho nên là uh, theo kinh nghiệm của mình ý, thì ở các các cái góc này thì mình sẽ sử dụng một cái con dao nhỏ hơn để cho nó xử lý các cái góc này cho nó vuông. Đấy thì mình sẽ làm như này. Đây. Thì mình sẽ làm như sau. Mình cũng sẽ chọn uh, pocket thôi nhưng mà mình sẽ sử dụng một con dao nhỏ hơn. Ở đây anh em có thể sử dụng cho mình cái con dao 6 nhé. Hoặc là một cái con dao 4 hoặc con dao 3 cũng được. Dao càng nhỏ thì cái góc đấy nó sẽ càng vuông. Ở đây mình sẽ chọn cái con dao 6 đi. Kích đút nó vào. Đấy, mình tiếp tục chọn pocketing. Các cái thông số này mình cứ để mặc định. Đây nhá, ở đây anh em sẽ chọn cho mình cái lựa chọn là take a of previous machine này. Nghĩa là ở đây nó sẽ phay hạn nền cho mình lại cái đường này nhưng mà nó sẽ bỏ qua các cái phần mà nó đã phay hạn nền trước rồi. Nghĩa là ở đây nó chỉ phay cho mình bốn cái góc này thôi. Đấy. Đây 8 ly. Ok. Đấy mình sẽ chọn lại cái đường này nhá. Nhất cho phải này. Đấy anh em quan sát đúng chưa? Đây nó sẽ chỉ phai cho mình bốn cái góc này thôi Rồi anh em quan sát nhé đây Đấy 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 anh em thấy vuông chưa Quá vuông luôn Rồi tiếp theo Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em là cái công cụ khoan nhé Cái công cụ khoan này thì đầu tiên mình sẽ chọn cái con dao khoan trước mình sẽ vào select tool này ở đây anh em bắt buộc phải sử dụng cái con dao khoan nhé con dao khoan thì ở cái chỗ phần thai này nó sẽ là drill này nó sẽ là drill chứ anh em không được sử dụng cái con dao phay để mình uh, thực hiện cái chức năng khoan phần mềm nó không cho phép thì hôm trước mình có tạo ra cái con uh, uh, d 15 l 20 khoan này nhé mình sẽ sử dụng con này luôn kích đúng vào kích một lần nữa rồi tiếp theo mình sẽ dùng cái lệnh drill hoặc uh, end machine này hầu này drill end tab này cho Trong cái mục General này thì mình sẽ có các cái lựa chọn như sau Đầu tiên là Operation Number này Nghĩa là thứ tự Đường dao này thì nó đã uh, chạy đến đường số 6 rồi Con dao của mình nó là D15L20 này rồi Mình có thể trên Tool ở đây nhé Mình thay đổi Còn không thì mình cứ để nó là D15L20 vừa lấy mình chọn Tiếp theo là cái kiểu khoan Kiểu khoan ở đây thì uh, mặc định mình sẽ sử dụng nó là Drill nhé Drill ở đây nghĩa là nó khoan xuống rồi nó sẽ nhấc lên anh em nhìn này khoan xuống rồi nó nhấc lên nhưng mà một số các cái bề mặt vật liệu cứng ý, ví dụ ở đây như là kim loại chẳng hạn hoặc là gỗ cứng thì mình sẽ chọn cái kiểu là picking nhé picking ở đây nghĩa là nó nó khoan xuống cho mình khoảng 2 ba ly xong rồi lại nhấc lên xong rồi lại cắm xuống khoan 2 ba ly xong rồi lại nhấc lên cứ nó cứ làm tiếp tục như vậy sao cho đến cái độ sâu mà mình thiết lập đấy anh em quan sát này đúng chưa à, cái tiếp theo là tapping này tapping này thì nó là khoan tiện gen đấy nghĩa là cái này thì nó áp dụng đối với cái ngành cơ khí thôi. Nghĩa là mình sẽ khoan tiện một cái uh, lỗ gen nào đấy. Nhưng mà cái này thì bắt buộc cái motor của mình nó sẽ phải có đảo chiều nhé. Nghĩa là nó khoan xuống rồi thì nó phải quay đảo chiều lại thì nó mới nhấc được cái mũi khoan này lên. Rồi tiếp theo là boring. Boring ở đây thì nó cũng là cái kiểu khoan thôi. Khoan như bình thường này. Tiếp theo là cái kiểu chamfer. Chamfer ở đây nghĩa là nó sẽ uh, phay cho mình cái mặt của cái lỗ khoan này ấy thì nó cũng thường sử dụng cho cái ngành cơ khí, nghĩa là cái mũi vít của mình ấy thì nó sẽ phải âm xuống so với cả cái bề mặt mà mình vít nó vào. Thì ở đây nó sẽ chamfer, nghĩa là nó sẽ phay uh, cho mình ở cái viền để nó bắt cái vít nó cái mũi vít nó xuống. Rồi, ở đây mình chọn uh, drill thôi Ở đây mình chọn on select nha. Tiếp theo đến là level and cycle data này. Rapid set rapid level ở đây mình cứ để cho nó là 35 thôi. Rapid down 25. Material top sẽ là 17 Bất tùm này Nghĩa là khoan sâu bao nhiêu Thì ở đây nếu mà mình muốn khoan thủng ý, Thì ở đây mình sẽ cho nó là bằng 0 nhé Đấy mình để bằng 0 Rồi sang tunata. Cái này nó là các cái thông số của cái, của cái con dao khoan này Mình cứ để mặc định thôi Ok Mình sẽ bôi đen tất cả các cái lỗ Này nhé Mình bôi đen Rồi nhất chuột phải để đồng ý Ok Đấy thì anh em quan sát này ở đây nó nhận cái lỗ nào thì nó sẽ có cái dấu cộng và tim của cái lỗ đấy nhé rồi mình sẽ cho anh em xem chạy mô phỏng khoan lỗ nó như thế nào đây anh em quan sát Ở đây đấy. khoan xuống rồi lại nhấc lên khoan xuống nhấc lên Ok Anh em quan sát nhé Khá là ok rồi đấy Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn anh em cách xét vật liệu cho cái tấm ván này để mình xem chạy mô phỏng nhé Thì anh em sẽ vào cho mình cái mục 3D này Mình sẽ chọn set material nhé Ở đây mình sẽ pick vào cái Khung của tầm ván này. Click vào. Nhất chuột phải để đồng ý. Đây. Ở đây mình sẽ set cho mình material top này. Nó là 17 ly. Material button. Ở đây nó sẽ là không nhé. không. Ở đây mình có thể set cho nó vật liệu nó là map vân gỗ hay như thế nào đấy. Tùy. Nhưng mà đâu, thôi ở đây mình cứ để cho nó mặc định thôi. Ok. Đấy. Sau đó mình sẽ chuyển sang cái khung nhìn 3D nhé. Khung nhìn 3D thì ở đây mình có thể chọn cái khung nhìn ISO này. Đấy. Nó sẽ là cái khung nhìn 3D. Đó, tiếp theo mình sẽ chọn simulation nhé simulation ở đây thì mình có thể nhấp chuột phải vào và mình vào cái tab view này đây này simulation simulation ở đây thì nó sẽ có hai cái kiểu simulation nhé cái kiểu simulation hiển thị cái đường dao này đây mình sẽ cho anh em xem bấm play Đấy. Đấy. cái kiểu này thì anh em có thể nhìn thấy cái đường dao chạy nó như thế nào giờ mình sẽ tăng tốc lên Đấy, cái kiểu thứ hai là solid simulation nghĩa là mô phỏng chảy ra công như thực tế Đấy, mình sẽ bấm play anh em có sao Đấy thì nó cũng y như vừa lấy ấy, mà mình xem chạy mô phỏng nữa. Ok xong rồi Cái simulation này thì mình có thể nhấp chuột phải vùng trống nhé Mình chọn luôn cái simulation này cho nhanh Đấy. Nếu anh em mà muốn điều chỉnh gì đó Thì ở đây mình sẽ về cái không nhìn mặt bằng nhé Hay còn gọi là không nhìn 2D đấy Mình sẽ bấm vào đây Đấy. Mình sẽ tắt cái chế độ shading đi Nhấp chuột phải vào Tắt shading Đấy. Mình có thể sửa lại các cái đường dao nhé Mình Ctrl Z để under cái set vật liệu cho nó mình có thể sửa các đường dao này hoặc chọn chế độ sa đi như vừa lấy. một số anh em ấy sau khi xem chạy mô phỏng xong thì thấy nó gia công không đúng với ý của mình thì bây giờ mình muốn quay trở lại để mình chỉnh sửa lại các cái đường giao thì mình sẽ làm như thế nào? thì ở đây mình có hai cách nhé, một cách là mình sẽ sử dụng Ctrl z để mình quay trở lại hoặc cách thứ hai thì mình sẽ sử dụng cái bảng operation edit này để mình chỉnh sửa lại các cái đường giao. thì ở đây anh em sẽ nhấp cho mình vào cái nút operation này nhé hoặc là nếu mà nó bị tắt đi thì anh sẽ anh em sẽ sử dụng cho mình tổ hợp phím Ctrl E đấy thì nó cũng sẽ ra rồi anh em quan sát ở đây của mình nó sẽ có 7 6 cái con dao 6 cái con dao khác nhau đấy thì trong mỗi cái con dao này thì nó sẽ có các cái đường dao đấy thì ở đây mình có thể là lựa chọn bất kỳ cái đường dao nào để mình chỉnh sửa lại đây mình nhấp chuột phải vào chọn edit đấy mình có thể chỉnh sửa lại tùy ý. edit. Đấy. Hoặc mình có thể thay đổi cái thứ tự uh, gia công của các cái đường giao này nhé. Ở đây ví dụ như là vừa lấy thì uh, mình đã cho cái đường giao cắt đứt này nó chạy cùng với cả các cái con dao nó phai hạn đời này, này. Đấy thì một số bên họ lại muốn là cái đường giao cắt đứt này thì họ muốn cắt cuối cùng cơ. Thì ở đây mình sẽ xử lý như thế nào? Thì ở đây mình sẽ chọn cái đường giao nào nó sẽ là đường giao cắt đứt. Đây cái đường cuối cùng này, này nó là cái đường giao cắt đất anh em sẽ quan sát này. Đấy, thì ở đây mình sẽ mua nó xuống nhé. Ở đây mình sẽ mua mua down này. Đấy, thì nó sẽ tách ra cho mình thành một cái đường giao riêng này. Operation 2 này. Đấy, ở đây thì mình sẽ mua tất cả xuống. Đây, mua xuống. Đấy, là cái đường cắt đất của mình nó sẽ chạy cuối cùng. Anh em có thể xem chạy mô phỏng để kiểm tra nhé. Tiếp theo, một số anh em sau khi mà mình vẽ các cái đường giao này nó quá nhiều thì anh em sẽ có cái cảm giác nó bị rối mắt hoặc là mình bắt điểm nó không chính xác nữa. Thế thì cho nên là làm sao để mà quản lý hiển thị của các cái đường này. Đấy thì ở đây mình sẽ vào cái mục là layer này nhá, anh em bấm cho mình vào. Đấy, thì trong này nó sẽ quản lý cho mình hiển thị của tất cả các cái uh, layer này. Thì ở đây nó sẽ có hai cái phần chính nhá. Cái phần uh, geometry này, nó là tất cả các cái đường uh, tham chiếu của mình, các cái đường mà mình uh, vẽ ra ấy. Đấy thì mình có thể bật tắt nó đi, đấy, anh em quan sát. Với cả cái thứ hai nó là đường giao Nó là tool pack này Đấy, Thì mình có thể bật tắt các cái đường giao đi Để mình vẽ cho nó đỡ bị rối Ok, anh em sẽ thực hành cho mình những cái nội dung mà mình hướng dẫn vừa rồi nhé.